Linh hồn trong tay cha, lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha. An tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa cùng chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong chuộc con,
Lạy Chúa là đấng tin chung, lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Thank you.
chúng nếu ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được sao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài. Thì khi đã được sao hòa, ắt chúng ta sẽ được tưới độ trong sự sống của chính Chúa Kitô hơn nữa. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ người mà bây giờ chúng ta đã được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Nên chúng ta đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa và đặc biệt
chúng ta dám chấp nhận đánh đổi hôm nay, đi trên con đường hẹp, đi con đường mà Chúa mời gọi chúng ta, dù có phải gian nan vất vả, khó khăn trở ngại, chúng ta tin vào Chúa, đừng sợ, chính Thầy đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nếu chúng ta tin và hy vọng như vậy, chúng ta sẽ có phần thưởng tích cực và Chúa mời với những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy cảm nhận phần thưởng nước trời đã chuẩn bị sẵn cho các con từ trước khi tạo thành thế gian. Vâng, đó là lúc chiếm được chính Thiên Chúa làm gia nghiệp của mình. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta tiếp tục dâng lễ. Bye.
cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cơ sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tham dự với mọi người hôm nay lên trên trần thế đã kết thúc, và con sẽ được về cùng với chư thánh để dâng lên tế tạ ơn mãi mãi trên đất trời. Kính thưa gia đình đang ra quý mến với khách xa gần cùng tập đoàn, không có một sự gì mất mát lớn lao và trống vắng cho bằng người ông người cha của chúng ta đã qua đời, nhưng niềm hy vọng của chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là một mối lời. Vì vậy chúng ta dùng đức tin an ủi nhau trong nỗi buồn đau thương mất mát lớn lao này. Nhân danh cá nhân là cha xứ, thay mặt cho toàn thể cộng đoàn, một lần nữa phân ưu với gia đình và trao lại thi hài của cụ Giuse cho gia đình ban lễ tang và cộng đoàn tình làng nghĩa xóm tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, hẹn chờ ngày phục sinh. Chúng con trong cõi giới thánh đức ngày chưa thờ xin chớ che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu đốt đấng ở cùng cho những người sáng lang. Xin xin cha và con và thánh thần an cho chúng con. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha thank you.
mang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Xin Chúa Thánh Thần người thường thăm viếng một con, ban xuân cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba coi nghe lời con. Xin cha cho con ở ngay nơi thờ hàng ngày và tha cho chúng con những con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Chúa để chúng con tha cho cám dỗ những khi chúng con đã có sơ sơ. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày. Hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài cụ Giuse là anh em mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhưng nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và các linh hồn người này được sum họp với các thánh và những người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử để người này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa vào đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng hưởng nguồn vui bất tận, làm một với cộng đồng các thánh. Lạy Cha, chúng con xin phó thác người tín hữu này cho Cha. Đối với con mắt người đời, ông Giuse là anh em của chúng con đã chết, nhưng khi
nhưng xin cho người này được sống bên cha. Xin cha cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi nỗi lầm người này để đã trót phạm vì yếu đuối khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn gọi cụ Giuse là anh em của chúng ta ra khỏi cuộc sống đời này về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác người này cho lòng đất để người này trở nên nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại. Người đã biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin trao gửi người cụ Giuse là anh em của chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu, Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sống lại. Và bất cứ ai sống lại, sống và tin vào ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người, cho cụ Giuse của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã thương khóc Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho kẻ chết sống lại, xin ban cho linh hồn cụ Giuse được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích rửa tội mà làm cho linh hồn Giuse được nên con thật của Chúa. Xin cho linh hồn Giuse được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Giuse trong tiệc mình và mau thánh Chúa. Xin đón nhận người này vào giữ tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho chúng con đang thương nhớ người, thương nhớ cụ Giuse là anh em của chúng con, được vững mạnh trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem cho cả sáng Chúa. Xin Chúa lấy lòng nhân từ mà thương đến con cái Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của người này. Khi còn sống, người này đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết người này với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho người này được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Từ phước sau này Chúa con ở về sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối được, bởi Chúa hằng có năng này cùng vì lời Chúa ban mưa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên đi người ra nhân hành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người hay thay này Chúa xin ban cho nên
ba đứa sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn chú xe cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Trong người đó thanh được mẹ Chúa trở xin chữa cho chơi bọn lời chúng con nguyện trong quân gian nan thiêu thôn nước nữ đồng trinh nhân vinh sang la thánh cha tìm nơi Chúa Giêsu thương cho chúng con tìm cửa thành cửa tính cửa thanh đức bà Maria cầu cho chúng con sa đoàn thanh sạch đức bà Maria dọn đời đồng trinh cầu cho chúng con cửa thanh từ đã viễn nào xin cầu cho chúng con Maria Giuse con yêu mẹ xin thương cứu các linh hồn. Người ơi,